Chiều ngày 20 tháng 7, lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết cơ quan điều tra đang xác minh thu thập các tài liệu liên quan xác định có hay không các dấu hiệu lây lan dịch bệnh của nhân viên nhà xe tiếng Anh. Theo lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột, hiện vụ việc đang được làm rõ khi đủ căn cứ sẽ khởi tố theo quy định. Trước đó, ngày 17 tháng 7, bệnh nhân NTH 36 tuổi, ngụ xã Chư Ê e Bua, thành phố Buôn Ma Thuột là nhân viên của nhà xe Tiến Oanh thành phố Buôn Ma Thuột đã được kết luận dương tính với SARS-CoV-2. Theo báo cáo nhanh của CDC Đắk Lắk, bệnh nhân là nhân viên nhà xe thường xuyên tiếp xúc tài xế và phụ xe từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Buôn Ma Thuột. Ngoài ra bệnh nhân còn trở về từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh nhưng không tiến hành khai báo y tế, cách ly theo quy định mà đi lại tiếp xúc nhiều người. Cụ thể từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 7, bệnh nhân đã đi đến 18 địa điểm tại thành phố Buôn Ma Thuột như bệnh viện, siêu thị, quán nhậu, ngân hàng, đi đánh tennis, đi ăn uống, các hàng quán vân vân. Tính đến trưa ngày 20 tháng 7, bệnh nhân này đã lây lan cho ít nhất 8 người khác gồm vợ con, các nhân viên nhà xe. Liên quan đến trường hợp này, ngành y tế thành phố Buôn Ma Thuột đã ra thông báo khẩn tìm người đến 18 địa điểm tiến hành truy vết, phong tỏa, khử khuẩn nhiều địa điểm.